Hộp đêm trằn trọc khó ngủ. Em với anh cũng đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất là lâu, từ mọi thứ, những điều nhỏ nhất cho đến những điều lớn hơn. Hai chúng mình cũng đã cố gắng để có thể hoàn thành ngày hôm nay. Trong cuộc sống của em cảm thấy là không thể thiếu anh được. Bản tính của em thì rất là nóng nảy, nhưng mà anh thì rất là chịu khó lắng nghe em, thay đổi được con người em. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân hơn, để có thể chăm sóc anh và con của chúng ta sau này. Bản tính em thì có hơi nóng nảy một chút, nên hứa với anh là sau này em sẽ thay đổi, yêu thương và lắng nghe anh nhiều hơn. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn chăm sóc em, lắng nghe em và cùng em trưởng thành.